Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, vừa rồi chúng ta nghe về tình yêu. Hội thánh chúng ta rất cần tình yêu, thế gian này rất cần tình yêu. Thế gian này họ không cần tiền bằng tình yêu. Thế gian họ yêu nhau qua cái loại mà chúng ta được thấy quen, tình yêu nếu thì. Tình yêu vì cho nên, nếu anh luôn mang lương, hai nhà đều cho em ít nhất thì anh luôn là người chồng tuyệt vời nhất của em. Vì bố em vẫn còn làm giám đốc nên mối tình của ta vẫn còn giữ. Tức là tình yêu có điều kiện, nếu thì vì cho nên. Còn Chúa mang tới thế gian này 2000 năm trước một loại tình yêu khác hẳn với cái định nghĩa của con người, đó là tình yêu mặc dầu. Mặc dầu chúng ta xấu xa, tình ái vẫn yêu chúng ta đến cuối cùng. Mặc dù chúng ta sai phạm và vấp ngã, thì Chúa vẫn yêu tình yêu của Ngài trọn vẹn trên đời sống của chúng ta. Amen. Và cho nên Ngài kêu gọi của chúng ta hãy tìm kiếm và bước vào tình yêu trọn vẹn. Câu chuyện vừa rồi là một người tại môn trần cho ta nhìn thấy. Câu hỏi tại sao người ta được phước nhỉ? Câu hỏi tại sao người Do Thái lại được phước nhỉ? Câu hỏi tại sao một cái mảnh đất nhỏ như vậy mà khi bạn nhìn trên bản đồ thế giới, cái nước Israel đó còn không đủ cái số. Họ chỉ 127 ở trên bản đồ thế giới. Thế mà với số dân mấy triệu đó, họ xuất khẩu ngũ cốc lại đứng cao một thế giới. Cả nước đất này ăn những quả cao, ăn những quả dứa. Tôi đến từ những đất đó đấy. Tại sao? Tại sao sản lượng cà chua có gấp 14 lần sản lượng cà chua mà không phải là bởi chúng ta học đâu nhá. Vừa rồi bản tin thời sự của Việt Nam đưa tin mỗi một ngày ở Việt Nam có 205 người chết vì ung thư. Mỗi một ngày 205 người chết vì ung thư do nhiễm độc bởi thức ăn và khí hậu. Một năm có 150.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó có 75.000 người chết. Như vậy địa ngục làm việc quá năng suất. Tôi phiền nghĩ và cầu nguyện từ bây giờ, xin Chúa cho đứa con chúng ta đang ngồi tại đây, xin Chúa ban cho nó sự khôn ngoan để trở thành những bác sĩ đặc biệt chuyên khoa về ung thư. Chúa ơi, hãy chu cấp tài chính đầy đủ để mà có thể có những bệnh viện đó đặc biệt cho căn bệnh hiểm nghèo ung thư đó. Thời gian của họ còn ngắn khi nằm trong bệnh viện mà chăm sóc họ và giao giảng tin lành, tôi tin họ sẽ nắm cái phao đó ngay. Còn những người mà khác họ có thể không nguy cập bằng những người đó. Thành ra hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài nhìn thấy họ. Bây giờ đó, bệnh viện ở nhà phải xếp hàng nằm dưới gầm giường để chăm sóc người thân của mình nữa. Cái đó là cái mà chúng ta cần cầu nguyện. Chúa nói bước vào tình yêu của ta. Tại sao người phụ nữ tại môn trần họ lại được phước như vậy? Chúng ta đặt câu hỏi tại sao? Có một câu chuyện trong Kinh Thánh nói rằng khi David lên làm vua, ông mang hòm giao ước của Chúa về Jerusalem. Và dọc đường đi như vậy thì có một người sơ ý đụng vào hòm đó, không theo làm đúng lời Chúa bị chết. Và ông sợ không mang hòm tiếp theo nữa, và họ đẩy cái hòm giao ước nơi hiện diện của Chúa vào nhà của một người. Và cái hòm đó ở trong nhà người đó 3 tháng. Kinh Thánh chép rằng trong vòng 3 tháng đó, cái ông Obed-Edom này bỗng nhiên thấy được phước quá đấy. Trước đây gà đẻ có một quả một ngày, bây giờ nó đẻ tròn gấp 3, gấp 4 lần. Vịt đẻ, lợn họ không nuôi nhưng mà dê cừu, rồi cây trái trong vòng 3 tháng đó mà họ cứ hay rau muống đi bán ăn mầm mà không cần phải phun thuốc. Và tin đồn xung quanh, David mới nhận ra rằng cái nhà này họ đã tiếp nhận Chúa vào nhà. Cứ ở gần Chúa là bỗng nhiên được phước. Hiện diện của Chúa ở trong căn phòng, họ được thay đổi. Họ mới ngạc nhiên rằng đứa con gái đó đang yêu một cái tên đầu gấu, khuyên mãi nó không chịu nghe. Từ cái ngày hòm ra bước vào nhà, nó bảo bố ơi, cái thằng đấy tệ thật đấy bố ạ, không yêu nữa. Mà trước đó khàn cả cổ khuyên mà nó không chịu nghe. Bỗng nhiên một điều gì đó thay đổi tâm trí. Bạn ơi, nếu Chúa mà dạy con của bạn tốt hơn bạn nữa cả. Nếu Chúa mà nói chuyện với những người khác còn tốt hơn bạn nữa,
có những cái hợp đồng rất là khó, mà từ đó ông Obed-Edom ký hợp đồng nó suôn sẻ. Ông biết là rằng bởi vì trong nhà nó giữ hòm giao ước. Bởi vậy cho nên anh chị em có một câu kinh thánh đặc biệt nói rằng trước hết mọi sự, trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài thì mọi sự khác Ngài sẽ cho thêm. Hãy nhắc lại cùng tôi từ trước hết. Tôi đang đi đây, ở bên cạnh tôi có hai cái bóng, mọi người không nhìn thấy nhưng tôi nhìn thấy là có hai cái bóng. Bóng này là bóng của Trần Mạnh Hùng. Nó không phải là Trần Mạnh Hùng nhưng nó là bóng của Trần Mạnh Hùng. Tôi mà đuổi theo nó đó thì cái bóng nó chạy dài ra. Cho tới khi tôi quay trở lại với cái nguồn sáng kia và tiến lại gần thì cái bóng đi theo tôi. Mọi người thấy không? Nó đang đi theo tôi đấy. Cái bóng đi theo tôi này. Khi tôi đuổi nó để chộp cái đầu của tôi đấy thì nó càng chạy dài ra. Khi tôi quay trở lại tiến gần tới với nguồn sáng thì cái bóng đi theo tôi. Chúa nói nếu các con cứ chạy theo tài tình tiền danh lợi quyền thì nó cứ chạy gọi dài ra khỏi bạn. Còn nếu quay trở lại ăn năn chạy tới với nguồn sáng thì chạy nhanh tới nguồn sáng bao nhiêu, trước hết không phải đuổi theo cái bóng của mình, trước hết mọi sự không phải giải quyết những nan đề đang xung quanh, trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài thì mọi sự khác sẽ đuổi theo chúng ta. Bây giờ tôi nhìn thấy tôi bị choáng này, không nhìn thấy anh chị em là bởi vậy cho nên Chúa nói rằng khi chúng ta tìm kiếm Chúa và tìm kiếm lời của Ngài, tìm kiếm nước của Ngài thì mọi sự khác Ngài sẽ ban cho thêm chúng ta. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Bởi vậy cho nên tại sao sau khi dự trại phục sinh xong người chị em mới được phước và chúng ta cũng vậy thôi. Dạ. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái đề tài. Đề tài này rất là quan trọng. Bạn thử đặt cho bạn câu hỏi xem. Chúa kêu gọi bạn làm gì? Có một số người nói rằng Chúa kêu gọi tôi làm sứ đồ. Có một số người nói rằng Chúa kêu gọi tôi là người đi giảng tin lành. Đúng, nó là một phần. Nhưng có một điều quan trọng nhất ấy, trước khi bạn làm những điều kia, có một sự quan, có một điều kêu gọi quan trọng hơn nữa đó. Mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ. Ở Ukraine, trong một hội thánh ngũ tuần nọ, ông mục sư đang đứng ở trên bục giảng và cầu nguyện. Đương nhiên trong sự cầu nguyện đó, ông nhìn thấy ở trên trời, trong cảnh tượng đó có một đám mây từ từ hạ xuống trên dân sự đang cầu nguyện. Và từ trên đám mây đó, nó cách đầu của những người đang cầu nguyện khoảng một chút như vậy này, cao hơn khoảng nửa mét. Đương nhiên từ trong đám mây đó rơi xuống hai cái vương miện. Hai vương miện nó bay vòng vòng trên đầu của những người trong hội thánh, họ đang cầu nguyện. Và Chúa hỏi ông mục sư rằng theo con hai cái vương miện này sẽ dành cho ai trong số lượng người này. Ông suy nghĩ một hồi và nói con không trả lời được. Và Chúa giúp ông nhìn thấy hai vương miện bay một vòng, nó bay xuống cuối hội thánh và đậu trên hai đôi vợ chồng già, là người mà được chịu trách nhiệm tưới cái cây cảnh trong hội thánh. Họ đến sớm hơn thường lệ và tưới những cây trong hội thánh. Ông đặt câu hỏi, mục sư đặt câu hỏi, tại sao là họ? Chúa nói rằng bởi vì họ đã làm xong điều mà ta kêu gọi họ. Không phải kêu gọi tưới cây đâu, kêu gọi cái gì? Đó là đề tài của bài giảng hôm nay. Tính cách. Các con ơi, tính cách rất là quan trọng. Có một cô sinh viên sang Pháp học khoa kinh tế, khoa kinh tế quản lý. Cô ta đến học và toàn phải tự túc thôi. Cô ta phát hiện là xe bus có một cái lỗ hổng của sự kiểm soát vé. Và cô ta bắt đầu trốn vé. 5 năm học tại đó, cô không trả một đồng nào tiền vé. Bởi vì cô học kinh tế, biết về luật. Cô lách được luật và phát hiện ra lỗ hổng của xe bus. Cả mấy năm đó cô bị bắt 3 lần. Một lần mới sang được mấy ngày và 2 lần sau khi đó nhiều năm. Cô học rất là giỏi, nhận được bằng rồi sau đó thạc sĩ nữa. Đi xin việc, đến đúng cỡ đến công ty mà cần một người như cô đó. Họ kiểm tra giấy tờ xong, họ nói cô về trình độ rất là cần cho chúng tôi.
Nhưng mà chúng tôi phải xin lỗi với cô rằng chúng tôi không thể nhận cô và làm việc được. Họ cô nói là tại sao? Họ nói rằng bởi vì trong lý lịch của cô đó, trong hồ sơ mà xem đó, có 3 lần cô bị bắt vì trộm vé. Có ghi trong đó đấy. Khi mỗi lần mà họ phạt xong họ có cái hồ sơ tên của bạn lưu trong computer. Và thì sao? Chỉ có 3 lần thôi, 5 năm chỉ có 3 lần. Họ nói rằng lần đầu tiên cô Sang bị bắt chúng tôi thông cảm, nhưng mà những lần sau đó là có lần gần đấy và một lần ở giữa những năm cô học, có nghĩa là cô là người không trả tiền vé. Điều thứ hai, công ty của tôi rất là cần người quản lý kinh tế vừa có giỏi mà lại vừa có đức nữa. Chúng tôi nhiều lỗ hổng trong quản lý kinh tế lắm. Những loại người như cô sẽ vào đây ăn cắp hết đồ của chúng tôi. Cho nên xin lỗi cô, chỉ có 3 lần trốn vé thôi, nhưng mà chúng tôi đành phải chọn người khác chứ không phải là cô. Tính cách cực kỳ là quan trọng. Đề tài của tôi ngày hôm nay là giống Chúa Giêsu. Sách Roma đoạn 8 câu 28. Đây là một câu kinh thánh mà tôi đã giảng nhiều năm nhưng thường xuyên để quên hai câu phía dưới. Tôi chỉ giảng và đọc câu 28 mà quên câu 29 và câu 30, lại là hai câu quan trọng nhất. Lời Chúa nói rằng: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại đều có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi đọc, tôi giảng, tôi nói rất là nhiều về điều này. Tôi đã từng áp dụng cả bao nhiêu chục năm tại Nga về câu kinh thánh này. Chúa ơi, con biết mọi sự, đó là cả điều tốt, điều tồi xảy ra với con, Chúa luôn khiến cho nó có ích cho con, là kẻ yêu mến Ngài. Nhưng điều tiếp theo mà bạn và tôi cần để ý, câu hay tiếp theo này, tức là cho kẻ được chọn theo ý muốn của Ngài đã định. Hãy nhắc lại cùng tôi từ ý muốn Ngài đã định. Câu 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Một tin vui cho các con thanh thiếu niên, bắt đầu từ tháng 5 các con sẽ được nghe cả tiếng Việt cả tiếng Đức bài giảng. Ngày hôm nay họp ban điều hành cùng với mục sư Vượng là chúng tôi đang phải cố gắng lắm để chuẩn bị bài giảng để cho không quên có một phiên dịch tháng 5 sắp tới, vì các con rất là quan trọng. Và lời Chúa nói rằng các con là những người mà theo ý muốn Ngài đã định, các con là kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng sẽ định sẵn để các con giống như hình bóng của con Ngài là Chúa Giêsu vậy. Có nghĩa là hết thảy mỗi chúng ta có một sự kêu gọi lớn nhất, đó là giống Chúa Giêsu. Anh chị em nhớ cái ngày Chúa Giêsu bắp tay bằng nước không? Khi Chúa từ dưới nước đứng dậy thì Đức Thánh Linh giáng xuống giống như hình con chim bồ câu, và từ trời có tiếng phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Có nghĩa là hết thảy những điều nào mà ở trong con Ngài thì điều đó mới đẹp lòng Đức Chúa Trời Cha. Có nghĩa là hết thảy mọi điều nào giống như điều ở trong con của Ngài thì điều đó mới đẹp lòng ông Trời, là đấng mà người Việt Nam khổ kêu ối rồi ôi. Và Chúa muốn hết thảy mỗi chúng ta càng ngày càng giống như hình bóng của con Ngài. Có nghĩa là cả tính cách và cả việc làm. Nếu giống Chúa Giêsu, ma quỷ phải thua trận. Nếu giống Chúa Giêsu, kẻ chết sẽ sống lại. Nếu giống Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả của người ta chạy tới với Ngài. Bởi vậy cho nên sự kêu gọi quan trọng nhất đó là giống Ngài. Giống Ngài chúng ta sẽ đi truyền giảng, giống Ngài chúng ta sẽ đi làm chứng, giống Ngài chúng ta sẽ cầu nguyện, giống Ngài chúng ta sẽ thờ phượng Cha. Hết thảy những điều gì Giêsu làm trong tân ước, chúng ta cần phải giống Ngài trước mới làm điều đó sau. Amen. Một ngày nào đó chúng ta lên trên thiên đàng, tôi tin lắm Chúa không hỏi tôi và bạn con làm được cái gì ở dưới đất. Chúa sẽ đưa cho bạn xem con giống ta ngần nào. Cái đó là cái quan trọng. Amen. Có người nói rằng con nhân danh Ngài đuổi quỷ, con nhân danh Ngài nói tiên tri, Chúa nói rằng hãy lui ra khỏi ta, những kẻ chả giống ta chút nào. Có nghĩa là ta chưa hề biết quen biết các ngươi. Người Việt Nam có câu nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Bạn càng tiếp xúc với ai nhiều thì bạn càng giống người đó. Bởi vậy cho nên Chúa muốn chúng ta giống con Ngài. Tiếp theo, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Anh chị em ơi, bạn có người anh cả
Không phải tôi nói nhá, tôi không phạm thượng đâu. Vì con này viết hoa đây, con này là Giê-xu đấy, là Chúa Giê-xu đấy. Hầu cho Chúa Giê-xu được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Bạn có người anh cả cũng là Chúa của bạn, có tên là Giê-xu Christ. Hãy vô tay cảm tạ đi cơ trời. Hallelujah. Ngài vĩ đại đến mức độ hạ từ là ông trời xuống bằng chúng ta và cùng giống như chúng ta là anh em. Tiếp theo nữa này, câu 30. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình. Hãy nhắc lại cùng tôi, đã xưng công bình. Không phải là sẽ xưng công bình, mà là đã xưng công bình. Bạn có thể phạm tội, có thể tối qua bạn phạm tội, bạn ma quỷ nói rằng mày mất sự công bình rồi. Xin lỗi, không mất. Sự công bình đó là cái gì bên trong của bạn, không phải do bạn làm. Mọi người hiểu không? Con trai của tôi Danny, nó phạm tội một cái gì đó, và bỗng nhiên ai đã nói rằng ô mày phạm tội này rồi, không phải là con của ông Hùng nữa rồi. Mày bị điểm 6 này, toán này, thì có nghĩa là không phải con ông Hùng rồi. Không! Việc là con của tôi, nó là từ lúc đẻ nó ra nó đã có rồi, chứ không phải bởi việc làm mà nó trở thành con của tôi. Mọi người hiểu không? Thế nên đừng để ma quỷ nó lừa đảo. Chính vì mỗi khi chúng ta phạm tội bị lừa, mình không còn công bình nữa, cho nên mình càng ngày càng xa lánh Chúa, càng ngày càng xa nhà hơn, càng ngày càng bỏ Ngài hơn. Và người công bình sẽ chết ở nơi xó xỉnh nào đó ngoài Chúa, không phải bởi việc đánh mất sự công bình. Tiếp theo, và xin lỗi, quay trở lại, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Hãy vô tay cảm tạ đến Chúa Trời. Và đặc biệt nói người lân cận rằng Chúa kêu gọi chúng ta giống Chúa Giê-xu. Làm thế nào để được giống Chúa Giê-xu? Thi Thiên 66, chúng ta cùng nhau xem. Để mà trở thành một cái nhẫn vàng thì cái khối quặng, tôi học nghề mỏ mà, khối quặng sắt, khối quặng vàng được đào từ sâu trong lòng đất, họ mang về nghiền nó ra, đổ vào một dung dịch axit, đun nóng lên và bắt đầu những chất cặn bã sẽ nổi lên và vàng thật sẽ lắng xuống, họ sẽ để chảy ra bên ngoài. Đây là Thi Thiên nói chúng ta làm sao để giống Chúa Giê-xu. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta và không cho phép chân chúng ta siêu to. Đây là điều mà tôi muốn nhắc nhở hết thảy anh chị em, và đặc biệt là Đức sắp tới đi sang bên Mỹ thực tập. Những lúc mà xa hội thánh, những lúc gặp những khó khăn, chúc tụng Đức Chúa Trời và làm cho vang tiếng ngợi khen rất là quan trọng. Người ta nói rằng cái đau về thể lý nó không nặng bằng đau về tinh thần. Chúa Giê-xu gánh trên thân thể Ngài bệnh tật, và Ngài cũng gánh sự buồn bực nữa cả. Tôi nhớ cái ngày rời bố mẹ bay sang bên Nga học, du học năm 88. Vui thì vui, mà khi lên máy bay bỗng nhiên thấy mấy năm nữa mới gặp lại bố mẹ. Bỗng nhiên có một cái gì đó nó đè nặng trên tôi, thở không thở nổi. Mà hồi đó tôi không biết cách làm sao vượt ra khỏi. Lần đầu tiên xa nhà, đằng đẵng, cái gánh nặng về tinh thần cực kỳ là nặng. Và lúc đó, trong lúc đó như vậy, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời và hát. Sự hát ca ngợi Chúa sẽ cất gánh nặng ra khỏi mỗi chúng ta. Tiếp theo, câu 9. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân của chúng ta siêu to. Nghe thấy câu này thích rồi đúng không? Ngài bảo tồn mạng sống tôi, không cho phép chân chúng tôi siêu to. Như vậy tôi sẽ vững vàng đứng à? Bây giờ câu phía sau mới là câu quan trọng. Làm sao để cho dân chân không siêu to, làm sao để cho bảo toàn mạng sống của mình. Lắng nghe nhá. Tiếp theo, vì cái vì này sao mà nặng quá đi. Đọc kỹ từng câu một mà ngồi khóc được đâu anh chị em. Để có vàng nó không phải đơn giản. Để có vàng nó không phải đơn giản chút nào. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đem chúng tôi vào lưới, có nhiều khi chân rụng răng mà không biết nó ra kiểu gì nữa.
Tại sao lại không phải đưa vào cái khác mà vào lưới? Để thật là bình tĩnh, đừng làm cho nó dối. Trong lúc như vậy đó, bạn mà nhìn thấy một cái đống chỉ dối mà cầm cái giục lại một cái, giật một cái là thành ra là dối, nó chặt luôn là không thể gỡ rồi. Thầy hãy bình tĩnh khi ở trong lưới. Đừng có cáu bẩn, đừng có vội vàng, đừng có nhanh nhẩu ẩu đoảng. Amen. Chớ vội chớ vàng, màu vấp phải đá mà quàng phải dây. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới. Thầy anh chị em ơi, tôi có một kinh nghiệm là mỗi một lần gặp hoạn nạn, hãy kinh ăn cầu nguyện để xem đằng sau cái hoạn nạn đó có thấp thoáng bóng của Chúa không. Amen. Nếu mà nhìn thấy cái bóng của Chúa đằng sau thì hãy yên tâm và nói rằng cảm tạ Ngài thêm sức và khôn ngoan cho con. Amen. Còn nếu đằng sau đó là bàn tay của ma quỷ thì trong danh Jesus Christ bẻ gãy nó và đuổi xa. Amen. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới để làm gì? Ai đã từng xem người ta luyện tập đặc công hay là đội đặc nhiệm? Kinh lắm. Họ bắt xếp hàng như vậy này, trời lạnh như vậy, run rẩy rẩy như vậy, cứ âm mười mấy độ mà gọi là môi đã đóng băng, cứ như vậy để luyện tập. Khổ luyện, thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường không có đổ máu. Chúa đem chúng tôi vào lưới. Chất gánh nặng quá, nhắc lại cùng tôi từ quá, không phải gánh nặng nhá. Mấy thanh niên đang ngồi phía trên, ai là đang tập fitness, giơ tay cho mục sư xem nào. Sao lại đứt hất đạt? Nếu như bạn chỉ tập cái gì mà nó vừa nặng cân tay của bạn á, thì tay nó không có cơ bắp. Thường phải làm cái gì nó quá một chút, tay đau. Và như vậy á, nó mới ra được cơ bắp khỏe mạnh. Thành ra chất Chúa, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Tiếp theo nữa này, chưa hết đâu. Chúa khiến người ta cưỡi trên đầu chúng tôi. Cưỡi trên đầu chúng tôi. Nhiều khi chất gánh nặng là đủ lắm rồi, mà bây giờ là cưỡi trên đầu chúng tôi, thành giống như là trâu bò vậy. Chúa đang dạy chúng ta cách hạ mình xuống. Khi bạn cúi xuống thấp thì Chúa được nâng cao lên. Và khi mà bạn hạ thấp xuống như vậy đó, bạn có một điểm rất là mạnh từ bên trong tính cách của bạn, có nghĩa là bạn đã thắng được con người xác thịt của mình. Tiếp theo, chúng tôi đi qua lửa và qua nước. Hay nhắc lại, lửa và nước. Lửa và nước đều là hai loại ngược nhau nhưng là thử luyện con người. Lửa là sự khó khăn, còn nước là sự giàu có. Cả khó khăn cũng thử lòng con người, và cả sự thành công giàu có cũng thử lòng con người. Mà dường như thử lòng con người bởi sự thành công và giàu có lại khắc nghiệt hơn là khó khăn cơ. Có những cặp vợ chồng chung thủy với nhau, khi gặp khó khăn con cháy cắn đôi, em vẫn là của anh. Nhưng mà khi có một tòa biệt thự rồi, ông đi đằng ông, tôi đi đằng tôi, lúc đấy không còn nữa. Chúng tôi đi qua lửa và qua nước. Nhưng câu nhưng này sao mà hay biết bao. Nhưng đến bao giờ từ nhưng này nó mới tới? Có nhiều người cười. Đến bao giờ từ nhưng, cái từ nhưng này nó mới tới? Nó phụ thuộc vào tôi và bạn cầm cái bằng thi đỗ của kỳ thi trước đó. Nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Hãy vỗ tay cảm tạ đi Chúa Trời. Sự giàu có này nó có nhiều nghĩa. Nơi thoáng vãng, nơi thành công, nơi cao, nơi giàu có, nơi hạnh phúc, nơi khoái lạc đều nằm trong từ giàu có này. Nhưng nó phải có sự trả giá trước đó. Không có một lời tiên tri nào Chúa nói cho ai đó mà lại không trả giá, tự nhiên lại được. Amen. Câu 13, tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện. Đây này, đây là điều sẽ giúp cái từ nhưng đến nhanh. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu. Của lễ thiêu này là của lễ của sự cảm tạ đấy. Hãy đến cảm tạ Ngài, hãy đến chúc tán Ngài. Trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện của tôi mà môi tôi đã hứa,
và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Hãy nhắc lại từ trong khi bị gian truân. Tại sao nó quan trọng? Khi mà mọi chuyện đều tốt đẹp á, chúng ta không hứa gì hết á. Khi mà gần chết rồi, Chúa ơi cứu con thề với Ngài nhé, thoát khỏi cuộc quả này á, là sẽ làm này làm kia đấy, ngày mai thoát khỏi sung sướng gặp vợ con, quên. Nhưng mà Chúa không quên. Mọi người hiểu không? Thấy ra và miệng trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện của tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Khi bị gian truân nói ra nhiều điều, nhưng hết gian truân rồi đầu óc không còn làm việc nữa, thành ra là không nhớ được. Thành ra có nhiều khi trong lúc bạn bị gian truân như vậy, khi tĩnh tâm cầu nguyện kiêng ăn, Chúa sẽ nhắc lại cho bạn một loạt những lời mà bạn đã hứa. Ta đã làm xong điều của ta mà con lại không làm điều mà con đã hứa. Thành ra là cứ khi gian truân thì hứa, hết gian truân thì không hứa nữa. Thành ra ta lại phải cho pháp gian truân xuất hiện để ngươi có nhớ. Là có một vị mục sư nói một câu rất hay, họ nói rằng trẻ con á, bộ não nằm ở dưới mông. Thế ra khi mà vụt ở mông đó thì đầu bắt đầu làm việc. Sao cười, mọi người cười to lắm. Thành ra đây là lời mà Chúa nói. Chúa đang luyện chúng ta giống như luyện vàng luyện bạc kiểu như vậy đó. Muốn nghe nữa không? Thi Thiên 105. Giống Chúa đấy, đang đi tiếp. Thành ra khi bạn nghe xong bài giảng hôm nay, khi có nhận một lời tiên tri nào, hãy xin Chúa cầu nguyện nhiều hơn. Đừng có vội mà đeo cái lời tiên tri đó trước ngực. Càng nhiều lời tiên tri, bạn càng cần phải xin Chúa giúp con trả giá. Có một số có người nói với tôi rằng thôi như vậy thì thôi, không cần những lời đó nữa, không cần những lời đó, đỡ khổ. Bạn ơi, tôi có mang cho vợ tôi cái cốc thủy tinh với lại một cái cốc nhựa. Tôi nói rằng hai cái cốc này, một cái bật nó đưa vào trong cái máy để rửa nóng rồi hơi, còn cái này á nó vứt thùng rác. Bây giờ cái cốc thủy tinh nó nói rằng là không muốn là cốc thủy tinh đâu, thích làm cốc nhựa cơ. Ai dám cãi lại với lời với lại cái người mà thợ gốm? Chúa đã kêu gọi và đã cho bạn như vậy rồi thì hãy làm cho nó xong. Xin Chúa rằng không có ngài con không làm gì được, nhưng mà đừng nhận lời tiên tri một cách nó ngây thơ và lại dùng lời tiên tri đó để dọa nạt và hanh hoang với người khác. Chưa đỗ ông nhè đã đè hàng tổng. Nào chúng ta cùng nhau xem về Joseph nhá. Ngài sai một người đi trước Israel. Mà đi trước không phải là làm vua, không phải là làm tướng cưỡi ngựa hồng đâu nhá, mà là Joseph bị bán làm tôi mỏi. Ôi ơi ơi. Trước đó mười mấy năm Joseph nói: "Các anh ơi, tôi nhìn thấy một cái giấc mơ. 11 bó lúa của các anh sấp mình trước bó lúa của tôi để thờ lạy. Rồi lần sau lại giấc mơ thứ hai, 11 ngôi sao sấp mình thờ lạy ngôi sao của tôi, và cả mặt trăng mặt trời là bố mẹ cũng thờ lạy tôi nữa." Sướng không? Hay không? Quách không? Chúa đã chọn Joseph, nhưng mà lại theo cách của Ngài cơ, không theo cách mà Joseph tưởng tượng. Ông đã bị đưa sang Ai Cập trước đó để cứu người nhà của mình bằng cái cách vượt biên trái phép, mà lại bán làm nô lệ cơ, chứ không phải một con đường một vinh hiển. Cứ tưởng rằng là ông sẽ cưỡi ngựa và có một đội quân thiện chiến đi theo, tiền hô hậu ủng. Nhưng mà ông ấy cũng tiền hô hậu ủng, nhưng mà vừa đi vừa giao bán: "Thằng này giá 20 miếng bạc đây, ai mua không?" Joseph bị bán làm tôi mỏi. Được sai trước đấy, được sai trước đấy. Mà trong tình trạng này, tôi tưởng tượng lúc mà Joseph bị đưa đi bán, ông nghĩ gì về Chúa? "Chúa ơi, khải tượng gì?" "Bây giờ bảo làm sao, bây giờ họ sấp mặt thờ lạy con được không? Bây giờ đang làm nô lệ đây này, con đang vào tù đây này. Chúa ơi, lời của Ngài cho con nhìn thấy giấc mơ đúng hay sai?" Trên đường đi như vậy, không biết ngày nào quay trở về gặp cha mẹ của mình. Joseph rất là đau đớn. Người ta cột chân người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng. Một bản dịch khác nói rằng sắt xuyên thấu
vào tim của Joseph, có nghĩa là sự thương tổn. Câu 19, cho đến ngày, hãy nhắc lại cùng tôi từ cho đến ngày. Chúng ta chờ đợi cái từ cho đến ngày giống như từ nhưng ở đằng kia đấy. Cho đến ngày, cho đến bao giờ, cho đến lúc nào? Chúa ơi, lâu quá rồi. Cho tới ngày điều người đã nói, đã kể lại giấc mơ đó sẽ được ứng nghiệm. Hai chấm là câu trả lời. Cái ngày đó lúc nào xảy ra? Cho tới khi lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người xong. Đau quá đi. Cho đến ngày điều người đã nói, nó cần phải được chứng minh qua lời Ngài đã nói cho ngươi, rèn thử tính cách của ngươi. Tiếp, vua sai tha Joseph Pharaoh đấy, đấng cai trị các dân, giải tha người. Vua lập Joseph làm quản gia, làm quan cai trị hết thảy tài sản mình, đặng mặc ý người, trói buộc quần thần và lấy sự khôn ngoan dạy dỗ các trưởng lão. Cái này là sau khi lời Chúa đã rèn thử ông xong, thì ông được toàn quyền làm những điều mà lời hứa trước đây Chúa đã cho ông nhìn giấc mơ. Nhưng giai đoạn gạo đem vào dạ bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự kêu gọi của Ngài. Amen. Dạ. Thi Thiên 81 câu 13 đến câu 16 là câu kết thúc của bài giảng ngày hôm nay. Câu 13. Đây là lời mà Chúa giúp cho mỗi chúng ta trong công đoạn cho tới khi lời được ứng nghiệm. Nhưng Chúa sẽ đưa chúng ta nơi giàu có. Lời Chúa nói: ôi chớ chi dân ta khứng ở đây, là tiếng miền Nam cổ ngày xưa dịch là muốn. Ôi chớ chi dân ta muốn nghe ta, chớ chi dân Israel chịu đi trong đường lối của ta, thì chẳng bao lâu. Lại một câu đặc biệt mình cần: chẳng bao lâu. Nó giống như cho đến ngày, nó giống như những Chúa đưa chúng ta ra nơi giàu có. Thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó. Giữ lại câu 13 này, 14 này. Trận chiến mà Chúa nói chúng ta, chúng ta sẽ có nhiều người mà chống lại chúng ta lắm, nhiều người không ưa chúng ta lắm. Nhưng mà lời Chúa nói rằng đừng có dùng sức của mình để đối chọi với những điều đó. Mà lời Chúa nói rằng nếu dân của ta nghe lời của ta là một này, thứ hai là đi trong đường lối của ta là hai này, thì công việc kia kìa là công việc của ta. Nếu như chồng chưa chịu phục Ngài, nhiều khi chống đối, thì vấn đề đó là vấn đề của Ngài. Xương càng cứng, ninh càng nhiều chất. Chúa có cách ninh cái cục xương đó để làm phở ngon hơn. Còn việc của chúng ta đừng có làm bầm. Con của mình còn hư, con của mình còn kèn cựa, còn chống đối, còn chỉ trích, tạm để đấy cho Chúa lo. Còn việc của chúng ta, đây này, điều kiện này. Ôi, đây là lời mà than á, lời mà Chúa nói đó. Ôi, chớ chi con nghe lời ta và đi trong đường lối ta, thì ta sẽ làm việc kia. Còn nếu con không làm điều của con, thì ta cũng không được quyền làm điều của ta. Ta đã phán rồi mà. Chỉ khi các con làm điều này thì ta mới làm được điều kia thôi. Thật ra hãy làm đi để ta còn làm. Nhưng vì các con không làm, chứ ta ngồi ta đợi. Thấy chưa? Câu thì kìa, nó là giáo ước đấy. Giáo ước luôn luôn có nếu và thì. Có hai phe, có hai đối tác. Bên này làm thì bên kia sẽ làm. Thật ra đây là làm sao để chúng ta chiến thắng. Đây làm sao để chúng ta ra nơi giàu có. Đây là điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu đó. Là gì? Nghe lời ta và chịu đi trong đường lối của ta, thì nếu dân ta nghe ta và chịu đi trong đường lối của ta, thì chẳng bao lâu ta sẽ bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, trở tay nghịch những cừu địch chúng nó. Đi tiếp nào, câu 15, 16. Những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va ắt sẽ suy phục Ngài,
Xong dân ta sẽ còn đến đời đời. Cái ghen ghét là những người mà chưa tin Chúa đấy, họ từ chợ Đồng Xuân sẽ chạy tới suy phục Ngài. Xong dân ta sẽ còn đến đời đời, sẽ không ai diệt được dân sự và hội thánh của Ngài. Câu 16, ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ, và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá. Không phải mật ong trộn với đường, có nghĩa là cho ong ăn đường ra mật đó, mà mật ong từ đá mà ra đó, nó rất là chất lượng, và nó là mật ong bio, mật ong chữa bệnh đấy. Lời hứa. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy, quay trở lại sách Roma đoạn 8, là câu của chủ đề của bài giảng. Và Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài. Chúng ta đến Chúa cầu nguyện cho chính chúng ta này. Xin Đức Thánh Linh cho lời này ngấm vào lòng mỗi chúng ta. Xin Chúa cho ta nhìn thấy đó là sự kêu gọi cao cả nhất, sự kêu gọi cao cả nhất, sự kêu gọi quan trọng nhất, giống Ngài. Khi cho con thờ lạy Ngài, thờ phượng Ngài, gần Ngài, thì chúng con càng ngày càng giống Ngài. Và khi chúng con càng ngày càng giống Ngài, chúng con sẽ càng ngày càng biết để hầu việc Ngài, làm những gì mà Ngài mong muốn. Mời ban tôn vinh lên phía trên. Hãy đến Chúa cầu nguyện, anh chị em hãy cầu nguyện trong tiếng mới. Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ấn chứng những điều gì bạn được nghe ngày hôm nay vào lòng của mình. Hallelujah. Ô cha ơi, cho con cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Vì lời của Ngài dạy chúng con. Chúng con nhìn thấy hết thảy những cái thành công, những cái thất bại của chúng con không phải là vô ích. Nó không vô ích chút nào. Chúa tận dụng những cơ hội đó để khiến chúng con càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng hoàn thiện hơn. Chúa nói với chúng con rằng hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt tới là điều vui mừng trọn vẹn, bởi vì trong sự thử thách sẽ sinh ra sự nhịn nhục, và sự nhịn nhục sẽ làm cho đức tin của chúng con, tính cách chúng con càng ngày càng hoàn thiện hơn, càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Con cảm tạ Ngài, con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài tại đây, con cảm tạ Chúa vì lời của Ngài. Mỗi một người vợ muốn nhìn thấy chồng của mình giống Chúa Giêsu, mỗi một người chồng muốn nhìn thấy vợ của mình giống Chúa Giêsu, mỗi một người vợ nhìn thấy chồng của mình giống Chúa Giêsu, mỗi một người cha mẹ nhìn muốn con của mình giống Chúa, con cái muốn cha mẹ giống Chúa Giêsu hơn. Và khi hết thảy chúng con càng ngày càng giống Chúa thì hội thánh sẽ phát triển, người ta sẽ được hút tới với Ngài đến hội thánh này. Chúng con cảm tạ Chúa. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.